video thì là mấy bữa nay thì Sài Gòn khá là nóng và mình cũng hơi lười làm video, nhưng mà bữa nay cũng sẽ tranh thủ hướng dẫn các bạn một cái link khay giữa cái nhiệt độ là 32 độ ở phòng mình hiện tại. Đó thì mình cũng không có đưa cái mặt mình vào trong cái video này như những cái video trước. Đó thì như những cái video gần đây của mình thì mấy bạn thấy là mình hay đưa mặt mình vào cái đoạn đầu, và mình nghĩ là cái chuyện đó là một cái chuyện hết sức là bình thường, tại vì mình nói chuyện, mình tương tác với mấy bạn, mình nhìn thẳng mặt mấy bạn thì nó sẽ lịch sự hơn. Nhưng mà ngoài những cái bạn mà người ta không có để ý ra, kiểu người ta rất là lịch sự, người ta không có để ý ra, thì cũng có những cái bạn mà kiểu như là thích được nhìn đùi, nhìn bụng, nhìn tay mình, nhìn cái gì đó ở dưới, thì người ta vô người ta thấy cái mặt mình, người ta rất là bực tức, và người ta cũng lên dùng những cái lời lẽ nó không có được hay, nó thô tục để mà người ta chửi bới mình. À, thì những bạn đó thì mình đã block rồi, mình không có quan tâm. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy là chuyện mình đưa mặt mình vào nó ảnh hưởng tới cái chuyện học Weibo của mấy bạn, thì mấy bạn cứ để lại comment góp ý lịch sự, thì mình sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ làm những cái video theo ý của mấy bạn. Và nếu mà các bạn thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình, tương tác với mình để mình có thể biết được là các bạn có thích những cái video thế này không, mà mình sẽ làm những cái video tương tự trong thời gian sắp tới. Ok, và cái link khai hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó. 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 Đầu tiên ta sẽ làm một cái chiếc có tên là Devil Sonic. Thì Devil Sonic nó sẽ có dạng như này. Đó. Thì cái chiếc này mình sẽ để link ở cái phần mô tả clip. Bạn nào mà muốn tập bài bản theo tụi nước ngoài hướng dẫn thì có thể kéo chuột xuống một tí. Còn bạn nào mà muốn tập theo mình hướng dẫn luôn ở trong cái clip này thì các bạn có thể quan sát cái tay của mình sẽ làm sơ qua. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút ở cái phần đầu mod như này, sao cho cái phần đầu kia nó sẽ dài ra và nó hướng về cái tay còn lại. Ví dụ như đây mình làm bằng tay phải thì mình sẽ cho cái đầu này nó hướng về tay trái như này. Đó, và chúng ta sẽ làm Tissonic lên như này. Đó, Tissonic lên như này. Và sau đó chúng ta sẽ kết hợp với lại Shadow qua. Đó, Tissonic lên, Shadow qua, và chúng ta lọc bỏ những cái động tác thừa thì chúng ta sẽ được cái này. Đó. Đó. Sau khi mà làm được cái này, chúng ta sẽ làm một cái chiếc tiếp theo có tên là Scissors. Scissors nó sẽ có dạng như này. Đó, chúng ta sẽ cầm bút bằng hai cái này, đẩy ra sau đó đẩy vào. Đó, đẩy ra đẩy vào như này. Và chúng ta ghép lại thì nó sẽ được cái dạng như này. Đó. Đó, như này. Sau khi mà làm được tới đây rồi thì chúng ta sẽ cho nó lọt xuống dưới này luôn, lọt xuống cái khe giữa hai ngón này, tức là chúng ta sẽ bỏ qua ngón trỏ và chúng ta sẽ bắt đầu finger pass. Thì cái này là chiếc cơ bản cho nên là mình sẽ không có nói nhiều. Pass xuống như này, đó, xuống rồi lên như này, sau đó lại pass xuống, nhưng mà lần hai chúng ta sẽ bỏ qua cái ngón áp út và lại lên. Đó, lên như này. Đó, làm từ đầu nó sẽ có dạng như này, qua đây, scissors qua đây, pass xuống đây, lên đây, rồi lại xuống đây, lên đây. Sau đó chúng ta sẽ burst qua như này. Đó, burst qua như này. Và chúng ta sẽ finger left thumb round, mà chúng ta sẽ chụp lại theo cái kiểu này. Finger left thumb round thì thường là chúng ta sẽ chụp lại như này, nhưng mà lần này mình muốn các bạn là trong cái link khay này sẽ chụp lại bằng hai ngón này. Đó, chụp lại cái dạng giống như là các bạn phát double. Đó, như này. Và toàn bộ cái link khay nó sẽ có dạng như sau. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó, và mình sẽ lên combo cho bạn xem. Đó, tới đây thì bạn sẽ quay một cái gì đó và các bạn sẽ kết thúc combo. Đó, ok, thì nếu mà thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và mình sẽ ra những cái video tương tự trong thời gian sắp tới. Ok, cảm ơn các bạn đã xem.